Vào chiều hôm qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Do đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu này, nên ban huấn luyện tập trung vào các bài tập kỹ chiến thuật. Theo như thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Đình Trạng bị đau cơ đùi và chỉ phải nghỉ thêm một ngày nữa sẽ có thể tập luyện trở lại. Hai cầu thủ Minh Vương và Thành Trung vẫn tiếp tục tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Trong khi đó, Tuấn Tài và Đức Chinh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội. Trước đó, do lịch trình di chuyển sang Tây Á bị muộn hơn một ngày, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện của đội tuyển. Theo đó, trận đấu tập nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U22 sẽ chuyển sang thi đấu vào chiều nay. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.